Xin chào các bạn, mình là Hưng đây. Yeah, ngày mới chúc tất cả mọi người vui vẻ nhá. Các bạn ơi, hôm nay sẽ là một clip rất chi là đặc biệt của mình các bạn ạ. Đấy, kỳ cũng lâu lắm rồi mình không làm clip review các bạn nhá. Thì hôm nay mình sẽ review về ba con phở Laika các bạn ạ. Giá của nó là con này là 100k, con này là 1 triệu và con này sẽ là 40 triệu các bạn nhá. Mình sẽ thử chơi và ba loại phở Laika này nó có khác nhau như nào các bạn nhá. Nó có đẳng cấp như nào nữa các bạn ạ. Đấy, thì đây là clip review các bạn nhá. Thì hộp đây này, cái con 100k của mình là có những cái này này các bạn này. Đấy, mình cho các bạn xem con phở Laika 100k các bạn này. Đó, bé tí luôn các bạn thấy chưa? Đó. Đây các bạn nhìn này. Đấy, đây là cánh của nó các bạn ạ, bé tí luôn. Con này là 100k các bạn nhá. Đấy, 100.000 đấy các bạn ạ. 100.000 là các bạn đã mua được phở Laika để chơi rồi. Đấy, bé tí các bạn nhìn chưa? Đấy, nó cũng có hai cánh này, mỗi bên hai cánh mà tổng là 4 cánh các bạn nhá. Đấy. Còn đây là cái bảng điều khiển của nó các bạn nhá. Đây này, cái bảng điều khiển của nó đây các bạn ạ. Tất cả là dùng pin con thỏ các bạn ạ. Đấy, dùng pin này các bạn nhá. Đấy. Đây, đây là con 100k các bạn nhá. Còn con 1 triệu nó có gì khác biệt nha các bạn nhá. Đấy, con 100k kia trông như là đồ chơi các bạn nhỉ. Đó. Đấy, wow. Con 1 triệu đây các bạn nhìn này. Đó. Nó có đầy đủ phụ kiện luôn các bạn ạ. Có cả thêm pin các thứ nhá, sạc này. Đấy, cánh nữa các bạn nhá. Đây là cái bảng điều khiển của nó các bạn này. Đấy, vui ơi. Con 100k hay các bạn là 1 triệu có vẻ xịn xò hơn các bạn nhỉ. Đấy. Đây là con 1 triệu mình đây các bạn nhá. Nó cũng thiết kế cũng nghe có vẻ như là cái chất liệu của nó cũng đơn sơ lắm các bạn ạ, kiểu như hàng tàu các bạn ạ. Đấy, cánh của nó thì cũng như bên này thôi. Cũng dùng 4 bên là mỗi bên là hai cánh các bạn nhá. Nhưng cánh của nó có thể gập được các bạn này. Đấy, gập được như này các bạn này. Đấy, rất là hay. Còn bên này cánh của con này thì không gập được các bạn nhá. Rồi, tiếp theo là con 40 triệu nhá. Con này thì đẳng cấp rồi các bạn ạ. Thì con này là mình cũng cho các bạn xem rồi, cũng chơi thử cho các bạn biết rồi. Đấy, nó xịn sò như là các bạn đã biết nó rồi đúng không? Đấy, đây là con Mavic Pro 2 40 triệu các bạn nhá. Con này có cảm biến xung quanh các bạn ạ. Siêu chất luôn. Đấy, pin của nó đây các bạn này. Đấy, một quả pin của nó đã to bằng cái con phở Laika đây rồi các bạn nhá. Đấy. Đúng như các cụ bảo có câu là tiền nào của đấy các bạn nhỉ. Đấy. Đây các bạn này, lắp pin rồi. Đang kêu tạch một phát các bạn nhá. Đây này, đây là bảng điều khiển này kết nối với điện thoại các bạn này. Đây nha, bảng điều khiển của nó đây các bạn này. Đấy. Đây của con máy này nhá. Con này mình phải bỏ cái này ra. Đấy. Wow. Đấy, các bạn nhìn thấy con này có xịn xò không? Quá là xịn xò luôn đúng không? Cánh của nó phải lôi ra nhá. Rồi, thì bây giờ mình sẽ chơi thử các bạn nhá. Đầu tiên mình sẽ chơi thử cái con 100k trước, sau đó mình sẽ chơi thử con 1 triệu các bạn nhá. Sau đến con 40 triệu các bạn ạ. Xem nó xịn xò như nào nhá. Nào bây giờ bắt đầu các bạn nhá. Đấy, mình phải để các bạn ở đây nhá. Rồi, chơi con 100k trước các bạn này. Đấy, bật pin đi các bạn nhá. Đấy, nó có đỏ đỏ các bạn này, nhấp nháy chưa? Đấy, cái đèn nó sáng các bạn nhìn chưa? Đó. Đây, bật này lên nhá. Đây bạn này. Đấy, sáng rồi. Bây giờ mình bay thử nhá. Hơi bị đơ các bạn ạ, vẫn chưa lên được. Wow, các bạn nhìn chưa? Các bạn ơi, nó không điều khiển được các bạn ạ. Ôi, ui à ơi. Con này nó khó điều khiển các bạn ạ. Đấy, nó không điều khiển được, nói chung là nó điều khiển rất chi là khó các bạn nhá. Lên xuống các bạn ạ. Củ chuối kiểu gì ấy. Đấy, con 100k nó điều khiển cảm giác như là mình thấy nó khó điều khiển lắm các bạn ạ. Đấy. Ô, mất cánh rồi. Mất đâu một cánh này không nhỉ? À đây. Một cánh đây. Một cánh đây rồi. Nó không điều khiển được các bạn ơi. Cà phê đây nhỉ? Cà phê đây. Ôi giời ơi. Các bạn ơi. Củ chuối lắm các bạn ạ.
cái gì? Cháy cháy rồi, cháy cháy rồi. Cháy. Ôi, rơi ruộng rau rồi. Đó. Chui lên các bạn ơi. Đấy, bây giờ mình sẽ chơi thử lại một lần nữa các bạn nhé. Con này điều khiển khó lắm các bạn ạ, nó không theo ý của mình đâu. Đấy, bây giờ nó còn không lên này. Đúng là 100.000. Ui, ui, các bạn thấy chưa? Quả wow, cao phết đấy. Ui. Đấy. Cao phết. Rơi rồi. Ui giời. Tai nạn rồi các bạn ạ. Tai nạn rồi. Nói chung là con này nó không điều khiển theo hướng của mình đâu các bạn ạ. Đấy. Thì bây giờ là mình sẽ ra kia thử chơi con 100k, à 1 triệu các bạn nhá. Nó khác nhau nhá. Con 100k này chơi nó chỉ bay lên thôi các bạn ạ. Nó đi thẳng các bạn nhá. Nó không quay theo cái hướng của mình đâu các bạn ạ. Đúng rồi. Đấy. Đi ra đây. Chơi tiếp con 1 triệu. Đấy. Con 100k này là không ổn rồi các bạn ạ. Rồi. Bây giờ mình sẽ chơi con 1 triệu các bạn nhá. Đấy, có 1 triệu nó khác hẳn luôn các bạn nhá. Đấy, mình sẽ bật đèn đây này. Đấy, sáng rồi nha. Bật bảng điều khiển lên. Đấy. Đấy, các bạn thấy chưa? Đã quay cánh rồi nhá. Con này có vẻ như là dễ hơn con này các bạn ạ. Con này mà quay cái nó bay lên luôn các bạn nhá. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó lên các bạn nhá. Con này điều khiển được các bạn ạ. 1 triệu là điều khiển được các bạn nhá. Đấy các bạn ơi. Đấy, con này có vẻ như là xịn xò phết các bạn nhá. Nhưng mà con này không có kiểu như là nó ghi hình các bạn, chức năng ghi hình. Ai à? Đấy bạn thấy chưa? Các bạn ơi, con này điều khiển nó cũng hơi khó bạn nhá. Wow. Tí là mặt các bạn. Con này bay xa phết đấy. Bay xa phết. Nó điều khiển nó vẫn không theo hướng của mình các bạn nhá. Mình đang cho nó về hướng mình nhưng mà nó không được các bạn ạ. Nó không được im được các bạn ạ. Nó toàn phải bay đi thôi. Ui dồi ôi các bạn ơi, cái con 1 triệu này khốn nạn quá các bạn ạ. Các bạn ơi, cái con 1 triệu này nó điều khiển nó khó lắm các bạn ạ. Nó không theo ý của mình lắm các bạn nhá. Đấy, rất chi là củ chuối các bạn ạ. Nó nhưng mà nó đỡ con kia các bạn ạ. Con kia nó còn càng không theo hướng của mình luôn. Đấy, thì bây giờ mình sẽ bay thử con 40 triệu cho các bạn xem nhá. Đấy, con 40 triệu của mình đây các bạn này. Đầu tiên mình sẽ bật pin lên, bật máy các bạn nhá. Đấy, giữ hai lần các bạn ạ. Đó. Đấy các bạn nhá, con này nó đang cân chỉnh chưa? Đấy, cân chỉnh camera chưa các bạn chưa? Đấy, nó tự cân chỉnh camera các bạn nhá. Đó, nó kêu thế là được rồi. Bây giờ các bạn ạ, con này là phải kết nối ở điện thoại đây các bạn nhá. Kết nối điện thoại vào cái bảng điều khiển này của nó các bạn ạ. Đấy. Con này nó xịn hơn là có phần kết nối điều khiển bởi vì là nó có cái phần quay video các bạn nhá. Hai cái con 100k kia với con 1 triệu này thì nó không có chức năng quay video các bạn ạ. Đấy, mình sẽ kết nối điện thoại vào. Và nó sẽ dùng phần mềm này các bạn này. Dezi Go 4 này các bạn nhỉ. Đấy. Đấy, nó phải dùng phần mềm này các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ bật máy lên các bạn này. Nó đang kết nối đấy các bạn ạ. Rồi. Ấn vào Go Flycam bạn ạ. Đó, nó sẽ ra bảng cái điều khiển này các bạn nhá. Đấy, nó xanh như này là bay được các bạn ạ. Đấy các bạn nhìn chưa? Cái chỗ đen đen quần này thằng em trai mình đang đứng quay cho mình nhá.
Rồi bây giờ mình sẽ bay thử các bạn nhìn này. Con này nó hay lắm các bạn ạ, nó có cảm ứng xung quanh ấy. Cho nên là nó sẽ báo là nếu mà có vật cản xung quanh này nó sẽ báo bạn nhá. Đấy, quay phát bọn này bay hết ra ngoài này các bạn này. Đấy, mình sẽ ấn này. Đây. Đấy. Đấy các bạn thấy chưa? Bắt đầu bay nhá. Đấy. Các bạn ơi, họ ra đây, họ ra đây. Con này nhá, nếu mình bay ấy, mình không cho nó bay nó sẽ đứng im như này các bạn ạ. Nó không bao giờ nó tự bay theo cái hướng khác rồi nhá. Các bạn ạ. Đấy. Đây này, nó có vật cản xung quanh nó sẽ báo bạn nhá. Các bạn nhìn chưa? Nó báo là có vật nguy hiểm các bạn ạ. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ bay thử nhá, mình sẽ bay cho bạn xem nhá. Đấy. Hạ xuống này các bạn này. Đấy các bạn nhìn chưa? Đấy. Mình đứng dưới này mát rượi luôn các bạn ạ. Anh em mình sờ vào máy nó không bao giờ sờ các bạn ạ. Nó phải chạy lên các bạn nhìn chưa? Đấy. Nó cảnh báo an toàn các bạn ạ. Đây mình sờ vào nha, nó không bao giờ sờ các bạn ạ. Đấy. Nó không bao giờ nó cho mình sờ vào con máy này các bạn ạ. Nó có cảm xung quanh cho nên là con 40 triệu nó xịn lắm các bạn ạ. Tiền nào của đấy thôi các bạn nhá. Mát ơi là mát các bạn ạ. Wow. Rồi. Đây này. Mẹ mình đang đứng ở chỗ này các bạn này. Đấy. Bạn nhìn chưa? Chỗ này là điều khiển chỗ này là hiển thị phần camera các bạn nhá. Đấy. Đây mình lui lại này. Đấy. Đấy các bạn thấy mình chưa? Đấy các bạn nhìn này. Đây, đấy các bạn nhìn thấy mình chưa? Đó. Anh em mình tiến lên một tí là thấy mình nhá. Đấy đang mình đấy các bạn chưa? Đấy con 40 triệu nó khác hẳn luôn các bạn chưa? Mẹ mình kia các bạn nhỉ. Đấy, bây giờ mình đã lên cao các bạn nhá. Đây quay đây hậu. Đấy, mình lên hẳn cao luôn các bạn nhỉ. Độ cao đang là 10 mét hay 12 mét này. 18 mét này các bạn nhìn chưa? Đấy nó hay lắm. Lên là 30 mét rồi. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đó. Nói chung là tiền nào của đấy thôi các bạn ạ. Đấy các bạn ơi. Wow, đấy kia là đây là khu nhà mình đầu này này. Đấy, nhà mình giàu các bạn. Thì các bạn ơi, bây giờ mình sẽ hạ con flycam xuống các bạn nhá. Nói chung là con này của mình thì nó tuyệt vời rồi các bạn ạ. Đấy không cần phải bàn cãi. 40 triệu các bạn ạ. Đấy, quê hương mình nha các bạn ơi. Đây này. Đấy, quê hương của mình đấy. Bây giờ mình sẽ hạ xuống độ cao luôn nha. Mình vừa ấn nút H là nó tự về các bạn ạ. Đấy, nó sẽ tự về vị trí ban đầu các bạn nhé. Đấy, nó sẽ đỗ đúng ở chỗ này các bạn ạ. Đấy. Đây, nó sẽ tự đỗ chỗ này. Ôi ôi. Đấy. Phải có mẹo thì các bạn mới bắt được nó các bạn nhá. Đấy chứ không có mẹo là các bạn không bao giờ bắt được nó đâu. Đấy thì hôm nay mình test thử cho các bạn ba con flycam các bạn ạ. Giá của mỗi con nó khác nhau các bạn nhá. Đấy, con 40 triệu thì nó xịn xò rồi các bạn đúng không? Đấy, nó rất là xịn xò luôn. Rồi. Đấy. Thì các bạn thấy video này của Hưng Ai thì like và chia sẻ ủng hộ cho mình nhá. Thì hôm nay mình chỉ là review ba con flycam ba giá khác nhau các bạn nhá. Nó có gì đặc biệt. Đấy thì cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye.